Chào mọi người trong group và chào thầy Dương Trung Hiếu. Em tên là Nguyễn Ngọc Dương, em sinh năm 1991, em ở Vĩnh Phúc. Em có theo dõi thầy Dương Trung Hiếu khá là lâu, bởi vì biết thầy từ cái lúc mà thầy vẫn dạy cắt ghép Photoshop. Em có một cái đánh giá rất là cao về thầy từ ngày xưa, khi mà lúc mà công nghệ Internet nó vẫn còn chưa phát triển thì thầy đã là người làm ra những cái video dạy Photoshop. Lần đầu tiên em đứng trước ống kính cũng thấy rất là ngại và chẳng biết nói gì hơn. Xin chúc mọi người vui vẻ, thành công.